Chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua, cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức tọa đàm tiết kiệm điện từ chính sách đến cuộc sống. Tại đây, các chuyên gia đã để ra những kiến giải, luận bàn về công tác chỉ đạo các cấp hướng tới việc đảm bảo điện năng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Đồng thời, lý giải nguyên nhân khách quan về sự chênh lệch giữa giá điện Việt Nam và các nước khác. Theo đó, để đảm bảo điện năng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, việc thúc đẩy đầu tư cho sản xuất điện, tăng cường năng lực nguồn điện, phát điện vẫn chưa đủ mà còn có một vế đặc biệt quan trọng, đó là sử dụng điện một cách hiệu quả, bền vững và tiết kiệm. Đây là quan điểm xuyên suốt được đưa ra tại tọa đàm về tiết kiệm điện từ chính sách đến cuộc sống. Tại tọa đàm, chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng, giá điện của Việt Nam hiện thấp hơn nhiều nước từng được nhắc tới nhiều lần trước đây. Nguyên nhân là bởi giá điện Việt Nam được chính phủ trợ giá, trong khi chi phí nhiên liệu, mua sắm đầu vào tính theo thế giới nên không lý do gì thấp hơn các nước khác. Theo ông Sơn, một số dạng năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió mặt trời hay nhiệt điện than trước kia sử dụng than tự khai thác trong nước sẽ rẻ hơn. Còn lại giá năng lượng trên thế giới hiện nay giống nhau về bản chất, gồm chi phí nhiên liệu đầu vào và sản xuất. Ông Sơn dẫn ví dụ nhà máy nhiệt điện Omon phải nhập khẩu dầu, khí bằng giá quốc tế. Hay ngay cả tập đoàn than khoáng sản Việt Nam hiện cũng yêu cầu giá than bán cho tập đoàn điện lực Việt Nam EVN phải phản ánh theo thị trường. Do đó, chuyên gia này cho rằng không có lý do gì để giá năng lượng của Việt Nam lại rẻ hơn các nước. Theo ông, Chính phủ và Bộ Công Thương đang cải cách giá theo các cơ chế khác nhau để bám dần vào thị trường. Việc này tránh tình trạng EVN thua lỗ mà không phải lỗi của họ. Ngoài ra, ông còn giải thích thêm rằng tập đoàn này phải mua nhiên liệu đầu vào đắt nhưng bán giá cố định trong nhiều năm, không được điều chỉnh so với giá năng lượng thế giới. Thực tế, giá điện của Việt Nam hiện thấp hơn nhiều nước từng được nhắc tới nhiều lần trước đây. Vào tháng 9 năm ngoái, trang Global Petro Prices công bố chi phí năng lượng của hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, giá điện trung bình của thế giới là 0,155 USD 1 kW với người dùng là hộ gia đình. Tuy nhiên, giá này chưa cập nhật lần điều chỉnh hồi tháng 11. Sau tăng giá, giá điện trung bình của Việt Nam là khoảng 2.006,9 đồng 1 kW, tương ứng với 0,083 USD trên kW. Theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm đó, nếu so với giá điện của Philippines được Global Petro Prices cập nhật vào hồi tháng 9 thì mức này bằng khoảng 43%, thấp hơn Indonesia 0,09 USD trên kilowatt, Thái Lan là 0,125 USD trên kilowatt và hầu hết nước phát triển khác. Ngược lại, giá điện bình quân của Việt Nam sau khi tăng cũng cao hơn Lào, quốc gia có tới 70% thủy điện giá rẻ, hay một số quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ. Điện vốn là mặt hàng đặc biệt, được sử dụng nhiều, ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất kinh doanh. Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, từng ước tính giá năng lượng này tăng 8%, khiến tăng trưởng GDP giảm 0,36% làm cho CPI tăng 0,4 đến 0,5% cả trực tiếp và gián tiếp. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc tăng giá mặt hàng này vẫn cần có kế hoạch và lộ trình phù hợp về mức độ và thời điểm. Điều này đảm bảo tính thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Qua kinh nhận tại tọa đàm, Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng năng lượng trời hiệu quả. Nếu so sánh theo hệ số quy đổi, để có 1.000 USD, Việt Nam cần 376 tấn dầu quy đổi, trong khi trung bình trên thế giới chỉ vào khoảng 170 tấn dầu quy đổi. Với các nước trong OECD, con số này khoảng 104 tấn dầu quy đổi. Với Singapore là 99 tấn dầu quy đổi, Nhật Bản là 90 tấn dầu quy đổi. Theo ông Lâm, để có 1.000 USD, nước ta đang tiêu thụ năng lượng gấp khoảng 2-3 lần các quốc gia khác. Đây là thách thức để mọi người phải làm tốt hơn công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt là tiết kiệm điện trong thời gian tới. Đề cao vấn đề tiết kiệm điện liên quan đến nhận thức và thói quen sử dụng, ông Hải Đăng Sơn, chuyên gia năng lượng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng, tiết kiệm điện liên quan đến nhận thức bởi thói quen của chúng ta được xây dựng qua quá trình lâu dài, chứ không phải thông qua những phong trào mang tính chất ngắn hạn. Theo ông Sơn, đã đến lúc tiết kiệm điện cần hành động mạnh mẽ hơn, mang tính chất bắt buộc chứ không phải là không muốn thì thôi. Có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến việc tiết kiệm điện chưa mang lại kết quả như mong muốn là do giá điện của Việt Nam còn thấp. Ông Hải Đăng Sơn cho biết, chính phủ và Bộ Công Thương cũng đang trong tiến trình cố gắng cải cách giá theo các cơ chế khác nhau để làm sao bám dần vào thị trường. Chúng ta phải mua nhiên liệu đầu vào rất cao nhưng bán ra với giá đã được cố định và giữ nguyên trong rất nhiều năm không hề có điều chỉnh trượt giá so với giá năng lượng thế giới. Sở dĩ chính phủ, Bộ Công Thương liên tục đưa ra những yêu cầu, chỉ thị, hướng dẫn nhằm tạo ra thói quen, nhận thức mới của người tiêu dùng từ các hộ gia đình tới các doanh nghiệp trong thực hiện tiết kiệm năng lượng. Bởi vì nếu không có thói quen tốt về tiết kiệm điện, không biến thành việc hàng ngày, mỗi người sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Từ thực tế, ông Sơn nhận xét, có những địa phương đã quan tâm, thực sự thúc đẩy việc tiết kiệm điện nên đạt hiệu quả rất cao nhưng vẫn có nhiều địa phương do nhiều vấn đề an sinh xã hội mong muốn thu hút đầu tư, tạo những điều kiện rất ưu đãi cho nhà đầu tư nên để doanh nghiệp đầu tư sử dụng năng lượng không hiệu quả, dùng những công nghệ không phải mới nhất dẫn đến lãng phí năng lượng lớn. Nhìn nhận ở góc độ khác, tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế nêu quan điểm: để sử dụng điện hiệu quả là sản lượng phải đủ, nếu thiếu điện thì không thể nào hiệu quả được, không phải vì thiếu mà chúng ta mới cần tiết kiệm điện, mà điều quan trọng là nguồn cung về điện phải ổn. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn. Vừa rồi, nước ta tăng sản lượng điện. Đây là một trong những cách tiếp cận quan trọng bậc nhất để tăng hiệu quả sử dụng điện. Trên thực tế, năm 2024 là năm có rất nhiều khó khăn do tình hình El Nino còn diễn biến phức tạp, cũng như nhu cầu về sử dụng điện được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do đã phục hồi kinh tế và phục hồi sản xuất, nhất là các ngành hàng chế biến xuất khẩu trong năm nay. Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong tháng 4, điện thương phẩm toàn quốc đạt 26,8 tỷ kW và sản lượng này tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Nhìn lại cả 4 tháng đầu năm, điện thương phẩm đạt 96,2 tỷ kW điện, tăng 12,4% so với 2023. Và đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây. Điện cho công nghiệp tăng 10,91%, điện cho thương mại dịch vụ tăng 18,95%, điện cho sinh hoạt tăng 18,54% cao gấp 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng của cả nước trong thời gian vừa qua. Riêng tại Hà Nội, điện cho thương mại dịch vụ tăng trưởng là 33,26%, điện cho sinh hoạt tăng 29,27%, tức là tăng hơn 30% với hai thành phần thương mại và dịch vụ. Còn tại miền Bắc, tiếp tục duy trì năng lượng điện thương phẩm cho sản xuất công nghiệp, tăng trưởng 13,2%, mức rất cao trong 4 tháng qua. Do vậy, dự báo trong năm 2024 và vào những tháng sắp tới, hệ thống điện có thể có những kỷ lục mới về công suất, sản lượng. Đây là những thách thức rất lớn mà EVN và các đơn vị thành viên cũng như các đơn vị khác trong hệ thống điện phải nỗ lực để bảo đảm điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong việc thực hiện các giải pháp, ông Hà Đăng Sơn bày tỏ, Nghị định 100 của chính phủ xử phạt rất nặng lái xe khi có nồng độ cồn, nên người dân tuân thủ và dân có thói quen, hành động khác. Phải trang tiết kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên cũng phải có những chế tải nặng như vậy, thay vì hiện nay các quy định đa phần vẫn mang tính chất khuyến khích và giáo dục. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, hiện nay, nước ta chưa có mạng lưới tiết kiệm năng lượng đủ mạnh, các hoạt động liên quan đến tiết kiệm năng lượng hiệu quả không được quan tâm đúng mức. Do vậy, ông hy vọng thời gian tới chính phủ, Bộ Công Thương cùng các đơn vị liên quan cũng sẽ thúc đẩy để mạng lưới tiết kiệm năng lượng lại quay lại được như cách đây gần 10 năm. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hợp lý, hiệu quả, ngoài các giải pháp mang tính vĩ mô tại tọa đàm, không ít ý kiến cho rằng tiết kiệm điện liên quan đến nhận thức bởi thói quen được xây dựng qua quá trình lâu dài chứ không phải thông qua những phong trào mang tính chất ngắn hạn. Đồng tình với quan điểm trên, ông Hà Đăng Sơn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh, nêu những động thái của quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, các cam kết liên quan đến net zero Ít nhiều điều đó cũng phản ánh đây là câu chuyện của toàn thế giới chứ không phải của riêng Việt Nam. Theo ông Sơn, thế giới phải chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng, thay đổi việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Trước mắt cần tiết kiệm, sử dụng năng lượng tài nguyên hiệu quả hơn trước, sau đó dùng các tài nguyên sẵn có như điện mặt trời, các dạng năng lượng tự dùng trước khi sử dụng từ nguồn từ lưới. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất đều đóng góp vào sự thay đổi lớn lao.